Các thân mến, trong video này chúng ta sẽ cùng nhau chữa 7 câu cuối cùng của cái đề thi học kỳ 1 sở Lam Định nhé. Thì ở đây thì thầy đã quay video để chữa chi tiết cho các bạn 7 câu cuối cùng. 7 câu cuối cùng thì bắt đầu từ câu số 44 nhé. 44. Đấy. Câu 44 này, câu 45, 46, 47, 48, 49, 50. Thì các bạn có thể theo dõi các cái bài toán ở đây nhá. Để mà có thể lấy được cái link đề ấy, mà các bạn mà không không có file này, các bạn chỉ có mỗi cái video thôi, thì các em có thể vào cái link này http 2 chấm chéo chéo này s chấm chéo chéo, hoặc là các em chỉ cần gõ trên trình duyệt bit.ly chéo 2k3 luyện đề là các bạn sẽ ra được cái link đề nhá. Đấy, đề này là đề số 9, thì các bạn xem cái dòng thứ 9 là các bạn ra được cái link đề rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết để cho nhau. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 2. Đáy là hình vuông cạnh bằng 2 các em nhé. 2. ABCD là hình vuông. Đó. Thực ra thì bài toán này thì người ta nên cho cái giả thiết SA vuông góc mặt bằng đáy lên đầu để cho học sinh dễ vẽ, và đồng thời SA bằng căn 5. Xong người ta mới nó bảo là các điểm ML, chứ cho này hơi ngược một chút. Đây là thầy đang đang phê bình cái cách cách phát biểu của bài toán thôi. Còn tất nhiên đề bài như này thì không sai. Nhưng mà chúng ta nên đưa cái giả thiết là SA vuông góc mặt bằng đáy và SA bằng căn 5 lên đầu thì nó hay hơn nhá. Học sinh nó cũng dễ vẽ hơn. Đấy. Như vậy các em thấy là cái hình chóp này các em biết tất cả mọi yếu tố rồi. SA là điều chiều cao bằng căn 5, đáy là hình vuông cạnh bằng 2. Các em có ML là trung điểm của BC và CD. Được chưa nhỉ? Đề bài yêu cầu chúng ta đi tính cái khoảng cách giữa cái đường thẳng SN và DM. Vậy đây là bài toán tính khoảng cách giữa đường thẳng chéo nhau cực kỳ quen thuộc. Đó là đường xiên và một cạnh đáy, đúng nhờ, một đường xiên và cạnh đáy. Thế thì cái bài toán này là bài toán rất là quen thuộc rồi, cái chủ đề này là chủ đề mà chúng ta đã thấy là nó xuất hiện rất là nhiều rồi. Thì thường thường chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ xuất phát từ cái điểm SN này, đường xiên này này, các em vẽ một đường thẳng song song với DM đấy. Thì ở đây thầy chỉ cần lấy Y là trung điểm của CM thôi, lấy K là trung điểm của CM chẳng, lấy Y lấy K cũng được, lấy Y nhá. Lấy Y là trung điểm của CM thì ngay lập tức các em sẽ có được cái LI là đường trung bình của tam giác CDM. Được chưa nhỉ? Và từ đó thầy đã tạo ra một mặt phẳng. Đó là mặt phẳng SLI. Mặt phẳng này là mặt phẳng chứa đường thẳng SN và song song với DM. Vậy thì khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau DM và SN nó chính là khoảng cách từ một điểm bất kỳ thuộc DN, DM đến cái mặt phẳng SNI. Một điểm bất kỳ đến mặt phẳng SNI. Điểm nào cũng được nhá, điểm D cũng được mà điểm M cũng được, nói chung là điểm nào cũng được. Thì thường thường thầy sẽ chọn điểm nào, thầy chọn điểm D đi nhá, thầy chọn điểm D. Thực ra các em chọn điểm nào cũng được mà, tại vì cuối cùng các em đều phải quy về cái điểm A hết, đều phải quy về điểm A hết. Vậy thì cái khoảng cách cần tính ấy, thầy viết từ từ ra đây này. Khoảng cách giữa SN và DM nó chính là bằng khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng SLI. Được chưa nhỉ? Và khoảng cách từ D đến mặt phẳng SLI, hoặc khoảng cách từ C cũng được đến mặt phẳng SNI, C đi, thì nó bằng khoảng cách từ C và chúng nó quy đổi ra khoảng cách từ A, đúng không? Thôi được rồi, chúng ta kéo dài AD đi, không cần từ C nữa, dù sao cũng nối nối AD nhá, kéo dài AD, cắt cái LI này tại một cái điểm gọi là điểm K. Nào các bạn nhìn này, các em muốn đổi từ khoảng cách từ D sang khoảng cách từ K A ấy, thì các em thấy AD cắt mặt phẳng SLI tại điểm K, đúng nhỉ? Thì nó sẽ bằng là DK trên AK nhân với khoảng cách từ điểm D là điểm A chứ, xin lỗi các bạn, điểm A đến mặt phẳng SNI. Vậy là các em đã quy đổi từ khoảng cách từ một cái điểm D đây sang điểm A, và thường thường chúng ta tính khoảng cách từ chân đường vuông góc là điểm A đến mặt phẳng SNI nó dễ hơn rất là nhiều, đúng nhỉ? Đấy. Rồi, thì DK chia cho AK thì bằng mấy? Thì các bạn thấy này, IM, cái tứ giác DKIM nó là hình bình hành, đúng không? Tại vì là LI song song với DM. Tứ giác này là hình bình hành, DK cũng song song MI mà. MI là trung điểm thì cái này là M1, à, cái này là 1 phần 2, tại vì sao? Tại BC thì bằng, BC bằng 2, nên MC bằng 1, nên IM bằng 1 phần 2, nên DK bằng 1 phần 2. Như vậy DK bằng 1 phần 2, còn AK là 2 cộng 1 phần 2 là 5 phần 2. Như vậy thì DK chia cho AK của chúng ta bằng 1 phần 5.
Vậy nó bằng 1 phần 5 lần khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng NI. Được chưa nhỉ? Vậy chúng ta đã quy đổi bài toán thành bài toán tính khoảng cách từ chân đường vuông góc đến mặt bên. Tới đây thì cũng có khá nhiều cách để giải quyết tiếp bài toán này. Thầy thì thầy thích cách này này, thầy sẽ thích cách nhất là cách này. Thầy sẽ kéo dài tiếp. Tới đây thì các bạn dùng được rất nhiều cách rồi nhá. Tới đây thì các em chỉ cần kẻ vuông góc đấy cũng được, hoặc các em làm này. Thầy kéo dài tiếp. Và thầy thích cách này nhất, nếu mà trong phòng thi thầy làm nào thì thầy sẽ chữa cho các bạn theo cách đấy thôi. K ở đây thì ở đây là điểm T đi nhá. Điểm T được chưa? Hoặc điểm E cũng được. Điểm T này thì các bạn thấy đây. Các bạn nhìn nhận nhá, các bạn nhìn này. Các bạn mới thấy là thế cái AT các em sẽ tính được. Đây nhá, các bạn nhìn này, thầy sẽ cho nhỏ lại cái này đã để cho các bạn dễ nhìn. Thầy cho nhỏ lại này đã. Đấy, cho nối lên đây. Rồi ok. Thậm chí cho nối lên hẳn đi. Đây đây. Nào, bây giờ các bạn quan sát nhé. Các bạn nhìn vào cái tứ diện SATK, tứ diện này. Là tứ diện vuông tại A đúng không nhỉ? Tại vì là AS, AT, AK đôi một vuông góc với nhau. Vậy thì một chia cho khoảng cách này bình phương này. Thì gọi là 1 phần 5x nhá. Thì cái 1 chia x bình phương là 1 chia khoảng cách từ A đến mặt phẳng STK, nó chính là mặt phẳng STK, nó chính là mặt phẳng SIN mà. Thì bằng 1 chia cho SA bình phương cộng 1 trên AK bình phương cộng 1 trên AT bình phương. Đây là cái bổ đề liên quan đến tứ diện vuông mà thầy đã dạy khá là kỹ rồi. Bạn nào mà chưa biết thì có thể ghi vào nhá, kiến thức sử dụng này. Xét một cái tứ diện vuông thì khi đó thì khoảng cách từ cái SATK vuông tại A ấy, thì 1 chia A khoảng cách từ A bình phương ấy, thì bằng 1 chia cái SA bình phương cộng 1 trên AK bình phương cộng 1 trên AT bình phương, đúng không? Thì cái SA bằng căn 5. Cái AK thì bằng mấy? Bằng 5 phần 2. Vậy còn bộ AT các em tính là lần nữa là xong. Nên tại sao bảo là nếu trong phòng thi thì thấy thích làm cách này hơn, vì tính AT nó cũng rất là dễ thôi. Các em tính là BT là các em tính được xong nhá. Thì các bạn thấy này, cái LC của chúng ta bằng 1. BT các em thấy 1 chia cho BT nó sẽ bằng CI chia cho IB. CI thì bằng 1 phần 2, còn IB thì bằng 1 phần 2 cộng 1 là 3 phần 2, bằng 1 phần 3. Như vậy thì BT của chúng ta bằng 3, đúng không? BT của chúng ta bằng 3 đó, BT bằng 3. Vậy thì AT bằng 5. Xong rồi, như vậy đáp án các em sẽ có ngay. Cái này nó bằng gì đây? 1 chia 5 cộng với đây là 5, 25 phần 4 à? Vậy nghịch đạo lên là 4 phần 25 cộng 1 phần 25. Nó bằng 1 phần 5 cộng với 4 cộng 1 là 5, là 1 phần 5 bằng 2 phần 5. Như vậy x bình 1 chia x bình phương bằng 2 phần 5, x bình phương bằng 5 phần 2. Ta suy ra x của chúng ta nó sẽ bằng căn của nhân 2, nhân 2 là căn 10 phần phần 2. Vậy ta suy ra d của chúng ta nó sẽ là 1 phần 5x, đúng nhỉ? Đây này. Đó, bằng 1 phần 5 nhân với căn 10 phần 2 bằng căn 10 phần 10. Căn 10 phần 10 thì các bạn nhìn vào các phương án lựa chọn thôi. Đáp án A nhá, chúng ta chọn A nhá. Thế đây các em chọn A rồi. Ok, xong bài toán nhá. Một bài toán có thể nói là không 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 phải là bài toán khó lắm đúng không? Các bạn lưu ý là ở đây thì thầy nói rồi, bước này các em có nhiều cách nhé. Các bạn có thể tính khoảng cách từ A thông qua khoảng cách C cũng được, là các em phải xem tỷ số liên quan đến A và C cắt vào, hoặc các bạn xử lý theo cái tứ diện vuông đấy. Và nhìn chung cái dạng toán liên quan đến khoảng cách giữa là chéo nhau ấy, một đường là cạnh xiên và một đường là ở đáy, nó gặp rất là nhiều và chúng ta làm nhiều chúng ta sẽ rất là quen thuộc với nó thôi. Chúng ta kết thúc bài toán này ở đây nhá. Cho ABC là các số thực dương và khác một đồ thị của các hàm số là y bằng a mũ x này, y bằng Noa cơ số B của x này và y bằng Noa cơ số C của x. Đấy, ba đồ thị này có hình dạng như cho như hình bên. Vậy nền nào sẽ là đúng? Thì ở đây các em có thể thấy là chúng ta đang so sánh các cái cơ số A, B và C, đúng không? Thực ra thì dễ dàng nhìn thấy một điều ấy là các cái hàm số này đều là các hàm số đồng biến trên các khoảng xác định của nó. Vì thế nên ABC đều là các số lớn một rồi. Nhưng vấn đề của chúng ta là so sánh kiểu gì? Thì chúng ta đã khá quen thuộc với những cái kiểu so sánh kiểu này rồi khi mà các em học cái bài học trước đó mà thầy đã dạy các bạn. Khi mà các bạn học như vậy thì các bạn thấy này, cái việc so sánh của chúng ta ấy thì chúng ta sẽ tạo ra các cái giá trị A nó sẽ như thế nào, B nó sẽ như thế nào và C nó sẽ như thế nào. Thì đây là đồ thị của hàm số mũ y bằng A mũ x. Thế thì các bạn biết được là khi x bằng 1 ấy
x bằng 1 thì y bằng mấy nhỉ? Y bằng a. Nên đồ thị hàm số này sẽ đi qua điểm của tốc độ 1a, thì các em chỉ cần vẽ đường thẳng lên. Các em thấy nó đi qua điểm 1a, các em vẽ thẳng từ từ đây này, đường thẳng y bằng x bằng 1 nhá. Đó. Thì đây đây chính là điểm có hoành độ là a. Còn đối với hàm số đồ đối với đồ thị hàm số logarit y bằng log số b và y bằng log số c của x ấy, thì với hàm số y bằng log cơ số b của x chẳng hạn, các em vẽ đường thẳng y bằng 1 thì x bằng b. Đúng không? Thì các em vẽ thì đường thẳng y bằng 1 ra. Y bằng 1 đây. Thầy vẽ ra nhá. Đây y bằng 1 đây. Được chưa? Thì x bằng b là đây, x bằng b đây. Các em thấy không? Và đối với y bằng log c của x cũng vậy, y bằng 1 thì x bằng c nên nó sẽ đây, đây là c. Và từ đây thực ra là thầy đang vẽ lại bằng tay nên các bạn sẽ nhìn thấy không đẹp bằng việc mà nếu mà các bạn để ý là các em có để ở đây thì các em vẽ thì các em sẽ thấy thấy nó rõ ràng hơn một chút. Từ đây các em thấy là rõ ràng là B là thằng nhỏ nhất. B nó sẽ rơi vào đâu đó nó sẽ chỉ ra tầm độ khoảng 3,5 thôi. À 1 1,5 thôi, tầm đấy 1,7 là cùng. A là thằng xấp xỉ tầm 2 còn C nó phải lên tầm 4 đi, ước lượng như vậy thôi. Đấy, thì rõ ràng là B của chúng ta sẽ nhỏ hơn A, nhỏ hơn C thế thôi. Bài này chủ yếu dùng cái con mắt quan sát là chính nha. B nhỏ A nhỏ C thì các em chọn B cho thầy. B nhỏ A nhỏ C nha. Chọn B để trên nhỏ. Rồi chúng ta kết thúc bài toán này ở đây nha. Cho hàm số f(x) thì bằng x mũ 3 trừ đi 3x bình phương của đồ thị là đường cong trong hình bên. Hỏi phương trình là f của gì đây? F(x) trừ đi 4 trên 2f bình phương x cộng với f(x) cộng 1 thì bằng -4 có bao nhiêu nghiệm? Thực ra thì người ta cho chúng ta hơi nhiều thông tin, người ta cho chúng ta hàm số f(x) biết rồi, người ta cho thêm đồ thị nữa thì thực ra đề bài có thể bỏ cái đồ thị để đi thì đồ đề bài vẫn đúng này, chẳng qua đề bài cho thêm các em đồ thị để cho bài toán nó trở nên đơn giản hơn, đúng không? Rồi bài toán này thuộc cái chủ đề liên quan đến sự tương giao thì các em sẽ đếm số nghiệm của một phương trình không hề có tham số. Các em cố gắng là các em sẽ giải quyết cái phương trình này ra thì các em quan sát thấy đều có f(x) cả trên tử và mẫu, tốt nhất là các em đặt cho thầy cái f(x) bằng t. Lúc này phương trình của chúng ta hoàn toàn tương đương với lại ft này, xong trừ đi 4 trên đây là 2t bình phương cộng t cộng 1 bằng âm 4. Giải quyết ra thôi các em, giải quyết ra. ft trừ 4 bằng gì? Ft trừ 4 bằng âm 8t bình phương âm 4t âm 4. Các bạn phải chú ý thầy để chú ý nhá. Đề bài cho chúng ta fx bằng x mũ 3 trừ đi 3x bình phương thì cái mấu chốt đã nằm ở đây, sẽ có nhiều bạn không để ý này. Thì ft của chúng ta các em thay cái lõi t thôi, t mũ 3 trừ 3t bình phương các em lắp vào đây là xong nhá. Thì cái phương trình tương đương điều gì? Phương trình tương đương với t mũ 3 trừ đi 3t bình phương là bằng âm 8t bình phương trừ đi 4t, tương đương với là t mũ 3 cộng với 5t bình phương cộng với 4t bằng 0. Ô nghiệm đẹp quá nhỉ, không cần dùng máy tính luôn. T nhân với t bình phương cộng với 5t cộng 4 bằng 0. Như này các em sẽ có nghiệm là t bằng 0 hoặc t bằng 1 ở âm 1 chứ, âm 1 hoặc t bằng âm 2. Thì tới đây bình thường ấy t bằng fx mà. Tới đây bình thường nếu mà không có cái đồ thị kia thì các bạn sẽ giải các phương trình x mũ 3 trừ đi 3x bình phương bằng 0 bằng âm 1 và âm 2. Nhưng vì có đồ thị rồi thì các em chỉ cần xem cái sự giao điểm, sự tương giao của đồ thị hàm số y bằng fx và các cái đường thẳng y bằng 0, y bằng 1 và y bằng âm 4 chứ. Âm 4 nhá, xin lỗi các bạn. Âm 4 và các em xem cái sự tương giao thôi thì các em thấy cái này có hai nghiệm này. Cái này có ba nghiệm này. Cái này có hai nghiệm này. Nên tổng của chúng ta thì sẽ có 7 nghiệm. Đó, như vậy các em chọn D nhá. Các bạn chọn D thầy. Bài toán không hề khó đúng không? Nói chung là có thể nói là bài dễ nhỉ. Đấy, từ đầu đến cuối chúng ta sẽ xử lý và khai thác cái phương trình ra thôi. Chúng ta kết thúc bài toán này ở đây nhá. Cho hàm số bậc 5 f(x), hàm số y bằng f phẩy x có đồ thị như đường cong trong hình bên. Đây là đồ thị hàm số y bằng f phẩy x này. Hàm số gx, các em có hàm số gx của chúng ta. Nó là gì đấy? F của 7 trừ đi 2x để trên nhờ cộng x trừ 1 tất cả bình phương. Hàm số này câu hỏi bài toán là đồng biến trong khoảng nào dưới đây? Chúng nó có bốn khoảng ABCD. Đấy. Thì đề bài hỏi cái hàm số này đồng biến trong khoảng nào thì đây nó thuộc cái chủ đề liên quan đến tính đơn điệu của cái hàm số liên kết.
Tức là cái hàm số mà các em thấy vừa có hàm hợp xong cộng vào cái hàm số bên ngoài này. Khi đề bài cho chúng ta thông tin về cái đồ thị hàm số f(x), đây là cái dạng toán khá là quen thuộc mà khi mà chúng ta đã học từ hồi đầu năm rồi. Chúng ta đã có những cái chủ đề riêng biệt về cái chủ đề này rồi. Đó. Cái phương pháp giải chung của những cái chủ đề này là gì? Là các bạn sẽ đi tính đạo hàm mà các em xử lý nó ra thôi. Ta sẽ có được này, ta có này. G(x) bằng gì các em nhỉ? Nó là âm 2 lần f phẩy tại 7 trừ 2x cộng với 2 lần x trừ 1, đúng nhỉ? Đấy. Thế thì đồng biến trên khoảng nào à? Câu chuyện của bài toán là đồng biến trong khoảng nào? Vậy các em quan tâm là g phải x dương khi nào? G phải x lớn bằng 0 cũng được mà dương cũng được. Thôi lớn bằng 0 nhá. Khi và chỉ khi là âm 2 nhân f phẩy tại 7 trừ 2x cộng với 2 lần x trừ 1 lớn bằng 0. Bài này không phải tham số nên em cho lớn bằng 0 hay dương đều được. Người ta hỏi là trên khoảng nào thì em tìm khoảng thôi. Đấy. Cái này các em chia cả ghế cho âm 2 các em sẽ có f phẩy tại 7 trừ 2x trừ đi x trừ 1 của chúng ta ngược lại bé bằng 0. Các em đang chia cả ghế cho cùng một số âm. Đúng không nhỉ? Đấy. Rồi thì để mà giải quyết cái vấn đề này thì thường thường chúng ta sẽ đi đặt để tận dụng được cái đồ thị hàm số là y bằng f phẩy x này thì các em đặt cho thầy. Các em đặt cho thầy cái 7 trừ 2x bằng t ấy. Lúc này các em sẽ có được là x của chúng ta nó sẽ là 7 trừ đi t chia cho 2. Và cái bất phương trình 1 này nó sẽ tương đương với f phẩy t, đúng nhỉ? Đấy, trừ đi x trừ 1 của chúng ta nó chính là 5 trừ t trên 2 nhọn bằng 0. Tương đương với f phẩy t sẽ nhỏ bằng 5 trừ t trên 2, đóng khung vào, xứng đáng đóng khung vào. Rồi, được chưa? Bây giờ các bạn đang có trong tay đồ thị hàm số y bằng f phẩy x, thì nếu như các em xét hệ trục tọa độ OTY thì đây chính là đồ thị hàm số y bằng f phẩy t, được chưa nhỉ? Vậy thì với cái hệ trục tọa độ này, các bạn vẽ thấy cái đường thẳng y bằng 5 trừ t trên 2 vào. Thường thường nó sẽ đi qua các cái điểm gợi ý sẵn đây này. Khi t bằng âm 3 thì y bằng 4, khi t bằng âm 1 thì y bằng 3, khi t bằng 1 thì y bằng 2, chắc chắn rồi. Và khi t bằng 3 thì y bằng 1, tuyệt vời, nó đi qua đúng 5 điểm gợi ý này luôn. 5 điểm này sẽ thẳng hàng. Đây. Được chưa nhỉ? Và lúc này thì các em nhìn thấy cái hình ảnh đồ thị, lúc nào thì đồ thị nó nằm bên dưới cái đường thẳng này, nằm bên dưới nhá. Nằm bên dưới khi cái khoảng đầu tiên là khoảng từ âm 3 cho đến âm 1 này thì đồ thị màu xanh nằm bên dưới đường thẳng màu đỏ. Và khoảng thứ hai là khoảng từ 1 đến 3 này thì đồ thị nằm bên dưới. Còn lại các khoảng khác thì đồ thị nằm bên trên, đồ thị FT nằm bên trên. Vậy các bạn sẽ có được cái này tương đương với hoặc là âm 3 bén T bén âm 1 bén bằng, hoặc là 1 bén bằng T bén bằng 3. Và lúc này các em quay lại cái vấn đề các em đặt ấy. Các em đang đặt T bằng 7 trừ 2X, các em lắp lại các em sẽ có được cái đáp án bài toán. Âm 3 bén bằng 7 trừ 2x bén bằng âm 1, hoặc là 1 bén bằng 7 trừ 2x bén bằng 3. Chuyển vế các bạn sẽ có được đáp án thôi. Lúc này các em sẽ có được x của chúng ta sẽ như nào đây? Bén bằng 5, lớn bằng 4 nhé, lớn bằng 4. Hoặc cái này là x của chúng ta sẽ bén bằng mấy đây? 7 trừ 1 là 6, chia 2 là 3. Và lớn bằng 7 trừ 3 là 4, 4 chia 2 là 2. Đúng nhỉ? 7 trừ 3 là 4, 4 chia 2 là 2. Như vậy các em sẽ tìm được hai khoảng nghịch đồng biến của cái hàm số của chúng ta, đó là khoảng từ 4 đến 5 và khoảng từ 2 đến 3. Thì các bạn thấy khoảng từ 2 đến 3 hợp lý, các em chọn B nhá. Chọn B là khoảng từ 2 đến 3. Rồi, bài toán nó cũng là một cái mô típ khá là quen thuộc, không phải bài toán khó nhá. Và chúng ta đã thấy là chúng ta đã làm đi làm lại những cái dạng toán này quá khá là nhiều lần rồi. Được chưa nhỉ? Chúng ta kết thúc cái bài toán này ở đây. Thầy là Đỗ Văn Đức và thầy là cựu học sinh chuyên toán của trường Trung học chuyên Khoa học Tự nhiên. Phong cách giảng dạy của thầy là gì? Đó chính là thầy sẽ tập trung đi sâu vào bản chất của vấn đề. Thầy sẽ hạn chế tối đa cái việc sử dụng máy tính cầm tay hoặc là các công thức giải nhanh. Và thầy chỉ quan điểm của thầy đó là chỉ dùng Casio trong các bài toán nào mà nó thực sự ưu việt mà thôi. Và thứ ba là thầy sẽ tập trung vào các bài toán ở mức độ vận dụng cao để đạt ra mục tiêu các em sẽ đạt 8, 9, 10 điểm nha. Điểm khác biệt của khóa học là gì? Khóa học của chúng ta sẽ kết hợp học toán với phần lý thuyết được quay sẵn bằng video bài giảng trên website bschool.vn. Và kết hợp với đó là live stream chữa bài tập. Khóa học của chúng ta sẽ bao gồm có 3 khóa chính các em nhé. Thứ nhất chúng ta gọi là khóa Y, khóa B và khóa M. Thì lộ trình học của chúng ta sẽ như sau. Khóa Y chúng ta sẽ học trong 9 tháng, chúng ta sẽ học từ cơ bản đến nâng cao để cho các em nắm chắc được các kiến thức nền tảng. Khóa B chúng ta sẽ luyện đề, các đề thi do thầy soạn này, các đề thi của các trường chuyên hoặc các sở này, và các đề thi hay đặc sắc từ các cái trường khác nhau ở khắp các tỉnh thành Bắc Trung Nam. Khóa M là khóa tổng ôn, thì chúng ta sẽ tổng ôn tất cả các chủ đề, các cái kỹ năng giải toán chắc chắn thi trong thời gian là 5 tháng từ tháng 2 đến tháng 6. Với lộ trình này thì chúng ta sẽ học một tuần, thời gian đầu chúng ta sẽ học 1 tuần 2 buổi. Thời gian thứ hai, thời gian sau giai đoạn 2 chúng ta sẽ học 1 tuần 3 buổi và giai đoạn 3 chúng ta sẽ học 1 tuần 4 buổi trong nhóm kín nhá. Đó.
Thì ưu đãi khi các bạn đăng ký là gì? Thì các bạn tất cả sẽ được vào thẳng luôn cái khóa tổng ôn và luyện đề mà thầy đã dạy cho các anh chị 2K2. Rồi cuối cùng thầy xin chúc các bạn học đúng cách, đúng phương pháp, đúng kiến thức trọng tâm và phù hợp với năng lực và mục tiêu đề ra. Xin chào và hẹn lại các em trong các buổi học thú vị trong khóa học của chúng ta. Cho khối hộp ABCD A'B'C'D'. Có A bằng 2AB bằng 2AD. Có góc BAD bằng 90 độ, góc BA bằng 60 độ và góc DA thì bằng 120 độ. Có AC thì bằng căn 6, tính thể tích vi của khối hộp đã cho. Nào, chúng nó có một khối hộp này, các em quan sát này. Chúng nó có một khối hộp đúng không? Đó. Đây đi, kẻ chéo xuống đây nhỉ. Tôi chéo xuống đây được. Đây. Rồi. Rồi chúng nó có một khối hộp này. Khối hộp này chúng nó gọi nó là khối hộp A, B, C, D, A, B, C, D. Rồi, các bạn có một cái giả thiết là A phải đi bằng 2AB bằng 2AD. Góc BAD thì bằng 90 độ, góc này bằng 90 độ này. Góc BA, A phải, BA, A phải, góc này bằng 60 độ này. Góc này bằng 60 độ này. Và góc DA A phẩy thì bằng 120 độ. Góc này 120 độ này. Đúng không? 120 độ. Để vai cho cạnh AC phẩy thì bằng căn 6. Đường chéo AC phẩy bằng căn 6. Tính thể tích V của khối hộp đã cho. Thực ra thì các bạn thấy là cái giả thiết là AD bằng AB bằng một nửa A phẩy thì tốt nhất là các bạn đặt đi. Tại cái này các em chưa biết mà. Đặt này là x đi, nó rất là mơ hồ. Đấy, AD bằng x thì AB của chúng ta cũng là x này. Còn cái A phẩy của chúng ta sẽ là 2x đúng không? A phẩy của chúng ta sẽ là 2x. Rõ ràng nếu như mà các em tính được x nhé, nếu có x thì các bạn sẽ có được thể tích của khối chóp ABD A phẩy. Và từ khối này thì các bạn tính được thể tích của khối hộp. Nó bằng thể tích khối chóp này bằng 1,6 của thể tích khối hộp nào. Là V hộp đấy. Vậy thì rõ ràng là các em chỉ cần có x là xong. Thực ra là kể cả nói như vậy ý, thì để mà tính được thể tích khối chóp này các em cũng cần kỹ năng nhá. Còn từ công thức này ra 1/6 thể tích cái khối cần tính thì các em chỉ cần lấy cái 1/3 của diện tích đáy là khoảng cách từ A phẩy đến mặt đáy này này nhân với diện tích đáy nhân với chiều cao, thì diện tích đáy thì bằng một nửa diện tích của ABCD còn chiều cao giống nhau. Đây là khối chóp so với khối hộp thì chắc chắn là khối chóp sẽ bằng 1/2 nhân 1/3 thể tích cần tính, thì cái này dễ rồi. Đấy, quan trọng nhất đấy là như này, là các bạn cần đi tính x. Và từ x làm sao để ra được cái v này? Thì từ x ra cái v này có hai cách. Cách thứ nhất là cách trực tiếp, mà cũng không phải là cách trực tiếp mà chúng ta gọi đó là cách gì nhỉ? Gọi nó là cách mà chúng ta dùng các hình học không gian thuần túy thôi, chúng ta không dùng đến công thức giải nhanh. Thì các bạn sẽ giải quyết ra theo các cái kỹ năng hiểu không gian thuần túy. Các bạn dùng tỷ lệ thể tích, các em lấy điểm A 2 đây, xong các em nối vào, xong các em giải quyết. Thì cách đấy nó hơi dài, thì ở đây thầy sẽ nói luôn cái cách mà dùng cái kiến thức sử dụng này quan trọng hơn này. Cái bộ đề liên quan đến công thức tính nhanh thể tích hình chóp. Hay thầy đã nói cho các bạn rất nhiều công thức rồi. Cho nó có công thức này là công thức mà các em cũng nên lưu ý. Kể cả không có công thức này các em vẫn làm được các em nhá, nhưng mà nó hơi dài. Và đối với một bài toán như này thì rõ ràng nó không dành cho học sinh ở cái mức độ trung bình rồi. Đây là bài toán dành cho học sinh giỏi. Và chính vì thế nên chắc chắn là những bài toán này người ta đã hướng đến đối tượng là khả năng cao, các em đã biết công thức đúng không? Còn học sinh trung bình làm bài này thì khả năng gần như 100% là không làm được, chắc chắn là như vậy. Trừ khi các em gọi là đột biến, không phải đột biến mà kiểu như là nói những gì nhỉ? Thầy hơi bị kém trong cái cách dùng diễn đạt. Gọi là gì nhỉ? Xuất thần rồi, rồi nghĩ mãi được xuất thần không ra, xuất thần may ra thì làm được. Rồi thì các bạn sẽ thấy là thể tích của SABC nó sẽ là 1/6 lần SA nhân SB nhân SC nhân căn bậc 2 của 1 cộng với 2 lần cốt của alpha cốt beta cốt gamma trừ đi cốt bình alpha trừ cốt bình beta chỉ cốt bình gamma. Chắc là đa số các bạn đều biết công thức này rồi, không biết thì có thể ghi vào nhá. Ở đây hơi thiếu giấy nên thầy viết nó hơi bị khiêm tốn một tí. Đấy, lẽ ra là dài ra thì các bạn thấy đây trong căn nhá, 1 cộng 2 cốt alpha cốt beta cốt gamma trừ cốt bình alpha trừ cốt bình beta trừ cốt bình gamma.
Thì nếu mà các bạn biết cái công thức này rồi, các em chỉ cần áp dụng vào đây cái này các em xong luôn. Nó chính là bằng v của gì đấy, v của a này, a phẩy bd nó bằng gì đây, nó sẽ là bằng 1/6 nhân với a phẩy nhân ab nhân ad nhân căn của 1 cộng với 2 lần cốt 60, cốt 90, cốt tôi thể tính luôn nhá, cốt 60 bằng mấy, 1/2, cốt 90 độ bằng mấy, ô bằng 0 này, còn cốt 120 độ bằng mấy, âm 1/2 đúng không? Thế này thì dính vào cốt của beta vứt đi, 0 này. Như vậy 2 nhân 0 này, trừ đi 1/4, trừ 1/4. Wow, nó ra động rất đẹp thôi. Nó sẽ là bằng x mũ 3 trên 3 này. Đây là 1 trừ đi 1/2 là cỡ nhân với 1 trên căn 2 là căn 2 trên 2. Như vậy bằng căn 2 x mũ 3 chia cho 6. Được chưa nhỉ? Căn 2 x mũ 3 trên 6. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi làm thế nào để tính x thôi. How to, tức là theo tiếng Anh ấy, từ đấy nghĩa là how to calculate x hay sao thôi. Làm bạn quá rồi thôi. Bây giờ nhá, mình đi tính x nhá. Nào mình đi tính x này. Thì ở đây ý, cái x của chúng ta ấy, các em thấy này, AC phẩy, đề bài cho AC phẩy, làm sao để tính được AC phẩy theo x bây giờ? Đấy, làm sao để tính được AC phẩy theo x bây giờ? Thì bây giờ chúng ta có thể tính bằng cách như sau. Để thầy nghĩ xem nào. Nối AC vào được không nhỉ? Nối AC xong dựa vào cái CC phải biết rồi, AC biết rồi thì cái góc này chưa biết đúng không? Góc này chưa biết, thôi được rồi, chúng ta tính này nhá. Ta có là cái vector AC phẩy nó sẽ bằng vector AD cộng vector AB cộng vector A phải. Vì sao lại thế? Tại vì là AC phẩy thì bằng AC cộng CC phẩy thì bằng AC thì lại bằng AD cộng AB, đây là tính chất của cái hình hộp thôi nhá. Đấy. Thì các bạn bình phương lên, ta có AC phẩy bình phương thì bằng cái này bình phương. Tại vì các em biết hết góc giữa các cái vector này rồi nên các bạn tính tích vô hướng nó rất là đơn giản. Bằng AD bình cộng AB bình cộng AA phẩy bình cộng với 2 lần AD nhân AB cộng với 2 lần AB nhân AA phẩy. Đúng không? Và cộng với 2 lần A phẩy nhân AB D. Thì cái này trở nên đơn giản rồi. Các bạn đã biến cái AC phẩy thành các cái yếu tố kề nhau, AB, AD và A phẩy, những yếu tố này có x rồi. Cái AD bình phương thì bằng gì? AD bình phương thì là x bình phương. AB bình phương là x bình phương, A phẩy bình phương là 4x bình phương. Còn 2 lần AB nhân AD thì đây, các bạn nhìn này. AB nhân AD thì nó AB nhân AD, AB nhân AD bằng 0 luôn này, tại vì AB mũ phải AD đúng nhỉ? Thì tích vô hướng của hai vector bằng 0. AB nhân A phẩy đây, AB nhân A phẩy của chúng ta thì là độ dài AB nhân độ dài A phẩy là 2x bình phương nhân với cốt góc hồi bởi AB ở cốt 60 độ là 1/2. Như vậy thì vector AB nhân vector A phẩy của chúng ta nó bằng x bình phương, vậy là 2x bình phương. Còn 2 lần AA phẩy nhân AD thì cái A phẩy nhân AD nó là A phẩy nhân với AD là 2x bình phương nhân với cốt góc hợp với nó cốt 120 độ là âm 1/2, nó là âm x bình phương. Đúng chưa? Như vậy nó là trừ đi 2x bình phương. Có phải không nhỉ? Đấy. Đúng không? 2 lần thì nó là trừ 2x bình phương, triệt tiêu đi. Cái này là bằng 6x bình phương. Vậy thì ta suy ra được là AC phẩy nó bằng căn 6 lần x. AC phẩy bằng căn 6x nhá. Và đề bài đã cho AC phẩy bằng căn 6. Wow. Ồ, không ngờ x đẹp như vậy, x bằng 1 luôn. Wow, wow, wow. X bằng 1 luôn các bạn, x bằng 1 luôn, đẹp quá. Vậy x bằng 1 này. Được chưa nhỉ? Và với việc x bằng 1 ấy thì cái thể tích này nó bằng căn 2 trên 6. Và v cần tính của chúng ta nó sẽ là bằng cái này bằng 1/6 v. Vậy v cần tính là căn 2, thế thôi. V cần tính là căn 2. Chọn đáp án là D nhá. D, v cần tính là căn 2. Đó, chúng ta kết thúc bài toán này ở đây để chờ nhỉ. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số này này có 5 điểm cực trị. Rồi, đây là hàm số bậc 3 có tham số đúng không? Có tham số thì chúng ta có một cái kiến thức mà các bạn cần lưu ý này, kiến thức sử dụng. Kiến thức cần lưu ý. Thực ra cái này thì dễ thôi. Chúng ta đều có thể phát hiện ra được em. Khi các em có hàm số bậc 3 f(x) bằng ax mũ 3 cộng bx bình phương cộng c cộng d. Trong đó a khác 0 đây là hàm số bậc 3 đúng không? Thì
cái hàm số y bằng trị tọa độ của f(x) có 5 điểm cực trị khi và chỉ khi cái phương trình f(x) bằng 0 có 3 nghiệm phân biệt. Lúc này thì hình ảnh đồ thị của nó thì các bạn sẽ có thể hình dung được nó có dạng như thế này. Thì khi các em lấy trị tuyệt đối lên thì nó sẽ nảy sinh ra 5 điểm cực trị. Cái kiến thức này là cái bổ đề này thì nó cũng không khó chứng minh nhá. Các bạn có thể hình dung ra cái phương pháp và để là sao cho giải quyết bài toán nó nhanh hơn một chút. Thế thì khi đó thì em áp dụng vào đây thì các em thấy là xét phương trình. Chúng ta xét cái phương trình. Đó là x mũ 3 trừ đi 9x bình phương cộng với m cộng 8 nhân với x này. Xong rồi trừ đi m bằng 0. Chúng ta rất là mong muốn này phương trình này có 3 nghiệm phân biệt. Đấy là các em cần phải tìm m để sao cho phương trình này có 3 nghiệm phân biệt. Thì thường thường chúng ta sẽ kiểm tra xem có nghiệm đẹp hay không. Thì các em chỉ cần nhìn sơ sơ các em đã biết là nó có nghiệm đẹp là x bằng 1 rồi. Vì các em cô lập m các em thấy ngay. Cái này tương đương với x 3 trừ 9x bình phương, hoặc các em dùng Casio nhé. Cộng với 8x cộng m nhân x trừ 1 bằng 0. Đúng không? Thì các em thấy là cái này tương đương với x nhân với x bình phương trừ 9x cộng 8 cộng m nhân x trừ 1 bằng 0. Cái này là x nhân với x trừ 1 nhân x trừ 8 à? Cộng m nhân x trừ 1 bằng 0. Cái này tương đương với x trừ 1 làm thừa chung đi. Trong còn là gì? X bình phương trừ 8x cộng m bằng 0. Và để mà cái phương trình của chúng ta có 3 nghiệm phân biệt ấy, các em xét cái hàm số gx. Các em xét cái hàm số gx của chúng ta. Nó là x bình phương trừ 8x cộng m. Thế thì để mà phương trình này có 3 nghiệm phân biệt ấy, thì cái phương trình này tương đương với hoặc là x bằng 1 có một nghiệm rồi, hoặc là gx bằng 0. Thì để mà phương trình này có 3 nghiệm phân biệt thì gx bằng 0 của chúng ta phải có 2 nghiệm phân biệt đúng nhỉ? Và các bạn nhớ 2 nghiệm phân biệt đấy khác 1 nhé. Khác 1. Được chưa nhỉ? Và điều này chỉ xảy ra khi và chỉ khi hoặc là g1 à và chứ, đây dấu và, xin lỗi bạn. G1 phải khác 0 và delta của chúng ta nó phải dương, hai nghiệm phân biệt khác 1. Tương đương với g1 của chúng ta là 1 trừ 8 cộng m phải khác 0. Và delta của chúng ta bằng gì? Delta phẩy đi cho nó dễ tính nhá. 16 trừ đi m phải lớn 0, tương đương với. Ở đây các bạn sẽ tìm được là m khác 7 à? M khác 7. Và m nhỏ 16. Đúng không nhỉ? Người ta bảo là có bao nhiêu giá trị nguyên dương? M lại thuộc z cộng nữa nên chúng ta sẽ có được bao nhiêu giá trị đấy? 1 2 3 4 5 6 7 8 chấm 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 đến 15, xong rồi trừ đi cái giá trị 7. Như vậy các em sẽ có 15 trừ 1 là 14 giá trị tất cả. Các bạn chọn A nhé. Thế thôi nhá. Một bài toán nhìn chung là không phải là bài toán khó, nhưng mà cũng là một bài toán các em nên lưu ý, và bạn nào mà không biết làm thì các em nên lắm cái kiến thức bộ đề này, và lúc đấy thì chúng ta cứ biến đổi cô lập thôi. À, nếu mà những bài toán mà không có nghiệm đẹp, còn nghiệm đẹp thì nó sẽ dễ hơn nhá. Chúng ta kết thúc bài toán này ở đây. À, cho bất phương trình 3 mũ 2 trừ đi căn bậc 2 của x bình phương trừ 2x cộng m chia cho 2 cộng với 3 mũ 2 trên căn bậc 2 của x bình phương trừ 2x cộng m trừ đi 2. Cái này lớn hơn 10/3 với m là tham số thực. Câu hỏi bài toán là có bao nhiêu giá trị nguyên của m để bất phương trình đã cho có nghiệm đúng với mọi nhá. Cái này là đúng với mọi. Với mọi gì nhỉ? X thuộc cái đoạn 0,2. Có nghiệm đúng với mọi x thuộc đoạn 0,2. Rồi, các bạn quan sát này, cái bài này thì chúng ta có thể giải quyết nó như thế nào thì các em nhìn nhá. Ở đây trước hết là các em cần phải có cái kỹ năng quan sát. Thì khi mà các em quan sát, các em nhận xét một điều này. Nếu mà các em đặt cái anh này là T này, thì anh này nó là gì? Nó là âm 1/T. Đúng nhờ? Đó, cái kỹ năng quan sát cho chúng ta điều đấy. Thì lúc này cái bất phương trình, nếu mà các em đặt này là T ấy, thì bất phương trình tương đương với điều gì? Tương đương với là 3 mũ T cộng với 3 mũ âm 1/T. Đó, lớn hơn 10/3. Thực ra là các bạn rất là dễ dàng có thể nhìn thấy được cái hàm này đồng biến trong các khoảng xác định của nó. Khi mà T tăng thì các bạn thấy nó cũng tăng, và khi T giảm ấy. Hoặc là các em xét hàm số đi. Các em xét hàm. Từ đây các bạn xét cái hàm số về trái. FT nó là 3 mũ T nhá các em nhá, trừ đi 3 mũ âm 1/T à cộng chứ. Có gì? F'T bằng gì? 3 mũ T len 3 này. Ờ, đây là cộng với 3 mũ âm 1/T nhân với len 3 nhân với 1 trên T bình phương đúng không nhỉ? Tại vì sao? Tại vì đạo hàm của hàm 1/T là âm 1 trên T bình phương, nên khi đạo hàm của âm 1/T là 1 trên T bình phương. Thế này hiển nhiên dương với mọi x thuộc cái
R trừ đi 0. Và hàm này có tập xác định là gì? D nó bằng âm vô cùng cho đến 0 hợp với khoảng từ 0 cho đến dương vô cùng. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể xác định được cái bảng biến thiên của hàm số FT. Rất nhanh chóng chúng ta xác định được bảng biến thiên như này. Đây là T nhá. Từ âm vô cùng đến 0 này và từ 0 cho đến dương vô cùng này thì F phẩy của chúng ta sẽ không xác định tại x bằng 0. Nó sẽ dương đây, nó dương đây. F của chúng ta sẽ như thế nào? Nó đồng biến và nó đồng biến đúng không? Tới đây thì các bạn có thể dùng máy tính Casio để các em có thể biết được cái giá trị này bằng bao nhiêu, hoặc các em có thể nhậm. Các bạn nhìn này, khi mà T tiến đến âm vô cùng, nhìn kỹ nhá. Khi T tiến âm vô cùng thì anh này tiến đến 0. Anh này tiến đến âm vô cùng nên 3 mũ T ở đây nó sẽ tiến đến 0, còn 3 mũ âm 1 phần T ở đây nó sẽ tiến đến 1, nên cái này tiến đến 1. T tiến đến 0 trừ thì anh này lại tiến đến dương vô cùng, nên cái này hiển nhiên tiến đến dương vô cùng. T tiến đến 0 cộng thì anh này lúc này nó sẽ tiến đến âm vô cùng, nên cái phân thức này, cái số lũy thừa này nó tiến đến 0. Tiến đến 0 đúng không? Trong khi đó cái lũy thừa này nó tiến đến 1, nên cái này tiến đến 1. Và T tiến đến dương vô cùng thì lúc này thì cái lũy thừa này tiến đến 0. Lũy thừa này tiến đến 1, còn lũy thừa này tiến đến dương vô cùng. Vậy là tiến đến dương vô cùng. Và để mà xác định được cái bất phương trình này, nghiệm bất phương trình này, các em vẽ ra thầy đường thẳng y bằng 10/3. Y bằng 10/3. Đây, thầy sẽ vẽ bút đỏ. Đây đường thẳng y bằng 10/3. Nó sẽ cắt cái hình ảnh đồ thị của hàm số y bằng ft trên hệ trục tọa độ OTI tại hai điểm, và thường thường điểm này có nghiệm đẹp thôi. Thì các bạn thấy luôn x bằng t bằng 1 là nghiệm này. Tại vì 3 mũ 1 cộng 3 mũ trừ 1 thì bằng 10/3 mà. Đây là 1 này. Thí nghiệm còn lại bên này thì là âm 1 đối xứng xác. Âm 1 nhá. 3 mũ âm 1 cộng 3 mũ 1 thì đúng bằng 10/3 luôn. Đúng không? Như vậy thì bất phương trình 1 của chúng ta. Vậy thì 1 của chúng ta tương đương với điều hết sức quan trọng sau. Hoặc là t thuộc khoảng từ âm 1 đến 0. Hoặc là T phải lớn hơn hẳn 1. Thì đồ thị này mới nằm trên. Các em nhìn các cái phần đồ thị nằm trên này. Hoặc là T phải lớn hẳn 1. Rất rất quan trọng. Đúng nhờ. Vậy thì cả cái bất phương trình to tướng đấy, các em đã biến thành một bất phương trình là 1 trừ đi căn bậc 2 của x bình phương trừ 2x cộng m trên 2. Đây này. Cái này thuộc khoảng từ âm 1 đến 0. Hoặc là 1 trừ đi căn bậc 2 của x bình phương trừ 2x cộng m trên 2, nó thuộc khoảng từ 1 đến dương vô cùng. Thế thôi. Đó thì bây giờ các em tập trung chính vào cái hai cái trường hợp này nhá. Thì các bạn tìm m để sao cho cái này đúng với mọi x thuộc cái khoảng thuộc đoạn từ 0 đến 2. Thì bây giờ các em quan sát này. Có lẽ chúng ta tính nguyên cái này thôi. Căn bậc 2 của x bình phương trừ 2x cộng m nó sẽ thuộc cái gì? Cái này tương đương với hoặc căn bậc 2 của x bình phương trừ 2x cộng m nó sẽ như thế nào thì chết rồi, các em quan sát này thì cái này phải nhọn không này. Cái này nó loại luôn này, cái chụp bên dưới các em loại luôn này. Tại vì cái này ra nhọn không. Đúng nhờ. Còn cái này thì ok. Cái này là chia cho 2, nó thuộc khoảng từ 1 trừ đi 1 trừ 0 là 1, 1 trừ đi âm 1 nó là 2. Như vậy trên 2 nó là thuộc cái khoảng từ 2 cho đến 4 nhá các em nhá. Cái này thuộc khoảng từ 2 đến 4 đúng không? Đấy. Tương đương với x bình phương trừ 2x cộng m của chúng ta nó sẽ thuộc cái khoảng từ 4 cho đến 16 đi. Bình phương lên nhá. Đấy. Tức là 4 lớn hơn cái này, nhỏ 16. Cái này đúng, các em cần tìm m ở cái này đúng với mọi x thuộc đoạn 0,2 thôi là được. Thì các em nhìn này, khi x thuộc đoạn 0,2 thì cái x bình phương trừ đi 2x nó sẽ thuộc đoạn gì? Cái này thuộc đoạn gì nhỉ? Âm 1 đến 0 đúng nhỉ? Cái này các em có thể khảo sát hoặc các em có thể nhập. Đấy, thực ra hình ảnh đồ thị thầy tưởng tượng là 0,2 đây này. Thầy tưởng tượng nó 1 đây, âm 1 đây. Đỉnh parabol ấy, thầy tưởng tượng này thôi. Thì thấy ra được khoảng đoạn âm 1 đến 0. Còn các bạn có thể dùng rất nhiều cách để các em có thể xử lý được cái vấn đề này nhá. Thậm chí bạn nào mà cùng nhầy một tí thì có thể dùng thay bổ cũng được tùy. Rồi, thế thì khi đó ấy, cái min của anh này nó chính là m trừ 1. Còn max anh này nó là m. Được chưa nhỉ? Và để mà cái này thuộc cái đoạn từ 4 đến 16, tức là 4 nhỏ hơn cái x bình phương trừ đi 2x cộng m và nhỏ 16 với mọi x thuộc đoạn 0,2, cái này đúng với mọi các em nhé. Thì cái max nó phải nhỏ 16. Còn cái min của chúng ta phải lớn 4. Đây là điều kiện cần và đủ. Nghĩa là các em cần phải có 5 bé m và bé 16. Rất tuyệt vời. Được chưa nhỉ? Vậy đáp án của chúng ta sẽ là các giá trị từ 6 cho đến 15. Thì có bao nhiêu giá trị nguyên của m? Số cuối trừ số đầu chia khoảng cách cộng 1 là 9, cộng 1 là 10 giá trị. Từ đó các bạn chọn cho thầy phương án B nhé. Chọn B. Đó. Một bài toán khá là hay đúng không? Một bài toán khá là hay. Và đây cũng là bài toán khá là thú vị.
Nhìn chung thì cái hướng giải cái bước phát triển bài toán này nó xuất phát từ một bài toán giải bất phương trình thông thường, sau đó thì phát triển lên một bài toán có tham số, cài cắm tham số vào đây và xử lý bài toán nhá. Chúng ta kết thúc bài toán này ở đây.